Sáng ngày 30 tháng 5, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông cho biết, lúc 5 giờ 33 phút cùng ngày, tại ngôi nhà dân kết hợp cho thuê cao 3 tầng ở số 7 phường Phú Lương, quận Hà Đông xảy ra vụ hỏa hoạn. Theo cảnh sát, đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng, diện tích đám cháy khoảng 20m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người, sau khoảng 3 phút đám cháy được dập tắt. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm người bị nạn. Thời điểm cháy, người dân xung quanh hiện trường đã cứu được 2 người trong nhà và đưa ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu được 3 người đưa ra khỏi đám cháy và có 4 người tự thoát nạn sang nhà bên cạnh. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.